Người rất chăm chỉ tập và có tinh thần cầu tiến. Bạn là một người rất là hoàn lực chững chạc và rất là biết suy nghĩ và luôn hướng đến cái tương lai và cái công việc của mình. Là một cậu bé rất hiền lành và tinh nghịch. Luôn luôn lắng nghe và chịu học hỏi và luôn cầu tiến trong tập luyện thì rất là siêng năng. Bạn ấy là một người rất đào hoa, rất là nhiều bạn gái theo đuổi. Rất là ngoan và rất hòa đồng với lại các anh em trong đội bóng. Thì mọi người đều yêu mến em ấy. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Trần Minh Vương, câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Chào mừng các bạn đến với Phương Nam Show của Bóng Đá TV. Chào Vương. Thực sự hôm nay thầy rất vui gặp Vương ở đây, ngay tại Hoàng Anh Gia Lai, nơi mà em đã bắt đầu sự nghiệp của mình. Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe những người bạn, những người thầy nhận xét về em với rất nhiều những cái tính cách dễ thương, đẹp trai nào, là hơi thấp nhưng mà sút phạt rất hay, nhiều tài lẻ, rồi tính tình hòa đồng dễ mến. Còn bản thân em, nếu như phải chọn 3 từ khóa để nói về tính cách của mình thì em sẽ chọn những từ như thế nào? Có lẽ 3 từ khóa là hiền lành, trầm tính và thiếu sót. Hiền lành, trầm tính và thiếu sót. Vậy thì ngày hôm nay câu chuyện chúng ta sẽ xoay quanh 3 cái từ khóa này. Đầu tiên là hiền lành. Tại sao lại là hiền lành? Từ hiền lành này em cũng nghe rất nhiều người nhận xét về em thì hay bảo em là hiền, hiền tính. Và ngày nhỏ thì thực sự em cũng khi còn nhỏ thì cũng rất khi ở nhà đấy cũng bị nhiều các bạn mà trang lứa bắt nạt. Không hiền thì em kiểu không có đánh lại hay là cái gì, em chỉ kiểu giống như chấp nhận vậy. Nhưng mà thầy thì lại nghe mẹ em kể là hồi bé em không hiền tí nào cả. Không, thì đấy chỉ là em chỉ là nghịch với những người mà mình quen thôi. Khi mà tiếp xúc với những người ngoài thì thực sự em rất là nhút nhát. Em có nhớ là em bắt đầu thích bóng đá từ khi nào hay không? Em cũng không nhớ rõ, nhưng mà từ khi rất là nhỏ em đã từng chơi bóng với tất cả mọi người, với các anh ở làng. Có một người nào đó giúp em có được cái niềm đam mê bóng đá hay là truyền một cái cảm hứng nào đó để em thích bóng đá, hay là cái này là bản năng tự con người em? Người mà bảo là truyền cảm hứng cho bóng đá thì có lẽ là bố. Bố là người mà dìu dắt em và dẫn bước em vào con đường đá bóng ấy, ngay từ khi còn rất là nhỏ. Bố em đá bóng có hay không? Bố em thì thực ra cũng bé người đá thì em chưa được xem bố đá bao giờ. Nhưng em nghĩ là chắc là cũng đá được. Từ khi nào thì Vương và gia đình mới phát hiện là mình có năng khiếu bóng đá? Lớp 3, lớp 4 là khi mà tham gia những cái giải của trường ấy thầy. Những cái lớp này đá lớp kia, xong rồi từ trường này đá trường kia thì em thường được các thầy xếp vào những cái đội hình của trường. Tham dự thì lúc đấy em cảm thấy là mình cũng biết đá bóng một gì đó. Cũng có một tí gì gọi là năng khiếu chơi đá bóng. Đầu tiên là những cái giải mà lớp, giải trường, xong rồi các xã đá với nhau, các huyện đá với nhau, xong rồi các lên rồi bắt đầu được các thầy của trên tỉnh ấy nhặt vào đội của tỉnh. Thì lúc đấy cùng có với Tuấn Anh, với Quý, Tuấn với Anh. Vâng, và như Tuấn Anh, có Quý dạ. Nữa như dạ. Tuấn vâng. Rất tuyệt vời. Và ba người đấy thì bây giờ vẫn đang còn thi đấu ở bóng đá chuyên nghiệp đúng không? Dạ vâng. Em có nhớ lần đầu tiên gặp Tuấn Anh như thế nào? Thì thực sự hồi đấy lần đầu tiên gặp thì thật sự rất là ấn tượng với Tuấn Anh ngay từ cái khả năng, kỹ năng chơi bóng của Tuấn Anh ạ. Hồi đấy Tuấn Anh là ở bên huyện Quỳnh Phụ, chơi cho huyện Quỳnh Phụ. Tuấn Anh thực sự mà để lại rất nhiều ấn tượng. Hồi đấy dường như là thích qua ai thì qua, thích lừa qua thủ nào thì lừa. Mà năm đấy là Quỳnh Phụ rất là mạnh và cuối cùng Quỳnh Phụ vô địch giải tỉnh. Và sau đó thì bọn em tập trung với nhau ở lớp năng khiếu của Thái Bình. Em có nhớ cái giải đấu đầu tiên mà bọn em tham gia không? Giải đấu đầu tiên là giải Milo. Bọn em tham dự ở Hải Phòng. Lúc đấy bọn em vừa tập trung cái là lên lại tham dự luôn cái giải đó. Hình như là vào lúc đấy là được giải 3. Trong cái đội hình 4 người đó thì em đá vị trí nào, Tuấn Anh đá vị trí nào? Thường thường ngày xưa đá Nhi Đồng là đá 41 thủ môn. Thì Tuấn Anh với Quý thì đá dưới, còn em với Như Tuấn thì đá trên. Ai là người ghi bàn nhiều nhất ở cái giải đấu đó, em hay là Tuấn Anh? Như Tuấn là người ghi bàn nhiều nhất. Sau đó thì bọn em có tham gia cái giải U1 toàn quốc không? Và em có tham gia những cái giải vào như vòng loại Yamaha, xong rồi vòng loại Yamaha với vòng chung kết Yamaha tổ chức Khánh Hòa. Em nhớ trận nhất là em đá với Tuyên Quang, với đội của trường Xuân Trường. Dạ. Lúc đấy bọn em đã thắng Tuyên Quang 3-1. Dạ. Mặc dù bị Tuyên Quang dẫn trước. Dạ. Lúc đấy đội Tuyên Quang có mạnh không? Tuyên Quang lúc đấy là rất là mạnh và trường là lúc đó là nhạc trưởng của Tuyên Quang. Dạ. Hay nhỉ, thế là cái lứa đấy là đã gặp nhau từ hồi đấy rồi. Dạ, vâng. Đúng không? Phượng thì không đúng không? Vâng, Phượng không và Toàn, Phượng. Toàn thì sao? Toàn Hải Dương thì Toàn gì? Hải Dương có gặp không? Cũng có, nhưng mà lúc đấy Toàn bé hơn. Nhưng hầu như lứa 95 là có Đức Huy đá ấy. Có Đức Huy đá à? Vâng. Cuối cùng là đội đấy, năm đấy là đội nào lên ngôi vô địch? Khánh Hòa, U1 của Khánh Hòa.
Bọn em gặp nhau lần đầu tiên khi đá giữa các huyện với nhau ở giải U11 Thái Bình. Cùng được chọn lên năng khiếu Thái Bình, hai em bắt đầu chơi thân với nhau. Đá sân 5 người thì bạn ấy đá vị trí tiền đạo, còn em thỉnh thoảng tiền đạo, thỉnh thoảng hậu vệ. Lúc đó thì em và Vương đều nhỏ và Vương cũng dễ gần và cũng ít nói. Và hai anh em tính gần gần giống nhau, thế là hai đứa cũng chơi thân. Khi cả anh em vào năng khiếu vào học viện thì bọn em cũng muốn nói chuyện nhiều với nhau, nhưng cơ bản thì mỗi bên một lối sống, một kiểu cách khác nhau. Thế là tự dưng vô hình chung nó thành hơi khó nói chuyện. Thì năm đầu tiên ở VX thì hai đứa bắt đầu ở cùng nhau. Thì nếu mà để em kể tính xấu của Vương thì hơi khó, còn Vương kể tính xấu của em thì hơi nhiều. Tại sao thế? Thì em có nhiều tính xấu hơn. Người thầy đầu tiên dạy em bóng đá là dạy những cái kiến thức đầu tiên cơ bản. Nếu mà người thầy, em nghĩ người đầu tiên mà dạy em đá bóng là chắc là bố đã. Bố là người bố mà vâng. Người mà cũng cho tiền em mua bóng cũng rất là nhiều. Rồi cũng dạy em đá bóng, rồi ngay cả những cái trận đấu mà của em tham dự của trường hay là của xã thì bố đều đi theo. Đi theo và động viên và cũng nghĩ là cũng chỉ em là nên đá thế này, nên đá thế kia thì sẽ tốt hơn. Thầy muốn cho em xem một cái ảnh, có lẽ là cái hình ảnh này là cái hình ảnh thầy nghĩ rằng là hình ảnh, không biết có phải là hình ảnh cuối cùng của em và bố em hay không. Nhưng thầy thực sự rất ấn tượng với cái hình ảnh này. Và đây là cái chia sẻ của em. Sau đó thì chúng ta sẽ được nhìn. Đây, có phải cái ảnh này là cái ảnh cuối cùng của em và bố em hay không? Dạ vâng, cái hình ảnh này là hình ảnh cuối cùng của em với bố là ngày tuyển sinh đi vào cái học viện bóng đá này. Hồi tuyển sinh này là ở Thái Bình, ở trên sân Thái Bình ạ. Vòng 2 mà tuyển thì người ta đưa giấy. Đưa giấy thì lúc đấy là Vương là học ở trường năng khiếu thể dục thể thao Thái Bình. Thế là họ lại gửi ngay về cái giấy về trường năng khiếu thể dục thể thao Thái Bình. Thế là cái trường họ không chuyển về nhà mình, mà trong cái thời gian đấy là Vương nghỉ hè. Cho nên không nắm được thông tin gì cả. Thì đến cái lúc mà bố cháu cho cháu vào thì nói thực sự là bỏ 5 môn là đã thi được 3 môn rồi. Chỉ còn 2 môn nữa thì về thì bố cháu buồn. Bố cháu bảo là cái thằng Vương nhà mình thì nó đá đấm cũng được, không đến nỗi lắm. Nhưng mà giờ vào đây thì người ta quân số người ta lấy đủ rồi. Nghĩ tiếc thì về bố anh ta là chán hẳn lắm. Mà đến cái lúc mà họ lại thành lập một cái đội năng khiếu nữa thì là ý là anh cũng lại cho cháu vào để học ở cái đội đấy. Thế là bố đưa cháu đấy, đưa cháu là cái đợt đấy là gọi vào đây là bố dẫn cháu vào đấy. Có một cái đoạn câu chuyện thì nhớ là em vào tuyển ở học viện muộn mất mấy ngày. Đúng không? Lý do tại sao? Thì lúc đấy mà bọn em tuyển xong ở vòng loại ở Thái Bình rồi thì có nhặt được mấy người, có em với Tuấn Anh với Quý. Thì lúc đấy mà khi mà cái ngày cái tuyển vòng chung kết mà để rút những người mà về ở đậu học viện ấy, thì tuyển đấy thì em không biết cái ngày tuyển. Không biết ngày tuyển nên đâm ra là giấy họ chuyển, họ dạy giấy thì họ cũng đã chuyển về địa phương rồi. Nhưng mà đến tay em thì em không nhận được, đâm ra em không biết nên em vào sau. Và em tuyển tất cả hội tuyển 5 ngày thì đến ngày thứ 3 em mới có mặt, ngày thứ 4. Em chỉ được tuyển ngày thứ 4, ngày thứ 5. Có một điều gì đó mà em nghĩ rằng vì cái sự chậm trễ đó mà em không được có mặt ở trong đội hình của học viện. Em cũng không để tâm quá về cái sự chậm trễ đấy, nhưng mà thực sự còn 2 ngày đây, và khi mà vào trong đây còn 2 ngày thì bố cũng bảo thôi, thực sự rất khó, bố cũng biết vì cũng có những thông tin là 3 ngày thì họ đã lấy đủ hết người rồi. Thì bố cũng bảo là thôi còn 2 ngày nữa cứ cố gắng đi, như thế nào thì được như đấy. Thì cũng thực sự rất là may khi em được chọn vào lớp năng khiếu ấy. Người thầy của em đầu tiên của lớp năng khiếu ở Thủ Đức là ai? Là thầy Matthew, là thầy người ngoại, người Pháp. Thầy theo bọn em được 1 năm rưỡi, một năm ở thành Hồ Chí Minh với nửa năm ở đây nữa thì thầy không tiếp tục. Đấy. Lúc đấy là bắt đầu là thầy Vinh lên. Thầy Vinh nắm đội năng khiếu ạ. Sau 1 năm thì Minh Vương ở tại trung tâm trường Đại học Thể dục Thể thao 2 về tại Pleiku. Khi mà lần đầu tiên tôi gặp Minh Vương
đó, thì cậu bé ấy là một cái cậu bé thật sự là nổi trội nhất trong cái lớp năng khiếu của tôi dẫn dắt xuyên suốt 10 năm. Đó. Thì về thể hình Minh Vương là hồi đó là được là cho là lớn nhất đội, đó, lớn nhất đội. Cái hai nữa là tính cách của cậu bé rất là hiền lành, và đặc biệt về cái vấn đề chuyên môn là cậu bé rất là chăm chỉ trong tập luyện. Em đã ở Thủ Đức hơn một năm, và cái ngày mà em quay trở lại Hàm Rồng ấy, thì cái cảm xúc của mình lúc đó như thế nào? Thì cái ngày thực sự là rất là háo hức, và về đây thì biết là mọi thứ đều tốt lên, và lúc đấy về đây sẽ được gặp kiểu những người của bên học viện ấy, rồi được đá, được thi đấu với các bạn ấy, thực sự là rất là vui. Hơi thiệt thòi một chút khi mình không được tuyển chọn ở học viện mà mình tập ở lớp mới năng khiếu ấy. Thì cứ mỗi lần mà em tập ở sân bên này mà nhìn sang các bạn tập ở bên cái sân bên kia thì mình có suy nghĩ. Thực sự nhìn các bạn được chơi bóng cùng thầy Zoom thì thực sự mình cũng rất muốn là một thành viên của học viện tại thời điểm đó. Nhưng mà em nghĩ thì khi mà cũng có những lời rất nhiều động viên từ phía thầy, thì thầy cũng nói là quan trọng là ở bản thân mình thôi, chứ không phải là quan trọng là không quá quan trọng ở khi mình phải ở đội năng khiếu hay mình đội học viện hay gì cả. Theo em thì đâu là bước ngoặt để em có được cái sự thay đổi mạnh mẽ và có những bước tiến dài hơn trong cái chặng đường đào tạo trẻ của mình? Nói chung là nó xuất phát rất là nhiều cái. Lúc đầu thì là từ phía về mặt ở gia đình, thứ hai là khi mà em lớn lên dần rồi thì các thầy cũng động viên khi mà bóng đá này nó thành một cái nghề, chứ nó không phải đơn giản chỉ là theo đam mê cứ mãi chơi một cách mà hồn nhiên như thế. Nên đến khi mà càng lớn thì bọn em càng phải tập trung vào công việc hơn. Em là lên đội 1 năm 2014 đúng không? Hồi V-League nó có 3 suất cầu thủ U21, dưới U21 là năm đấy năm 2013. 2013, còn trước đó được tuyển lên học viện là năm bao nhiêu? Thì trước 2013 là em đã được đưa lên học viện, nhưng mà thực sự đến khi mà cái cách chơi bóng ở năng khiếu của em nó đã hình thành sẵn ở trong đầu rồi. Vậy lại thực sự qua bên học viện thì rất khó để xen vào đội. Nên em ra những mình suy nghĩ rồi những cái tâm lý của mình, và cũng em rồi lúc đấy em không theo bên học viện nữa, thì có thầy Choi thầy Hàn Quốc hồi làm U13 thì thầy đã lấy em lên đội 1. Trong khoảng 7-8 năm tập luyện ở học viện thì người thầy nào là người thầy mà ảnh hưởng đến em nhiều nhất? Ấn tượng với gửi lời cảm ơn đến tất cả những thầy trong như thầy Vinh, thầy Tuấn và thầy Ninh. Đó là những cái thầy mà đã giúp em thực sự rất là nhiều trong công việc, ngay cả không những trong công việc mà trong đời sống của em có những cái gì mà không đúng là các thầy cũng nói. Nhưng mà có lẽ là thầy Vinh là người mà theo em một thời gian dài nhất, cũng phải đến 7-8 năm. Thực ra thì thầy cũng thấy là em đã tập luyện và thi đấu khá nhiều ở các vị trí ở trên hàng tấn công, có lúc thì tiền vệ trung tâm, có lúc thì tiền đạo cấm, có lúc thì tiền đạo biên. Vậy thì đến thời điểm nào là em cảm thấy là em tìm được cái vị trí phù hợp nhất của mình? Thì em nghĩ là khi mà 19 thì em nghĩ là lúc đấy ngay cả cái thể trạng của mình không thể chơi được những cái vị trí mà cần sức mạnh hay là cần điều bóng, nên em nghĩ là em chỉ hợp với những cái vị trí như để tiền vệ tấn công. Ngày xưa là khi mà vào đội năng khiếu em xuất phát ở vị trí trung vệ U15 này, bọn em có gặp đội thầy ở Khánh Hòa lúc đấy em đang chơi ở vị trí trung vệ, nhưng mà khi mà cái vấn đề thể hình mình không thể đáp ứng được thì thầy Vinh đã đưa lên tiền vệ giữa. Chơi tiền vệ giữa chơi thì lúc đấy thì mình cứ cảm giác mình cứ nhoi thích nhoi lên trên để mình đá. Nên lúc đấy là em nghĩ là mình hợp ở vị trí ở trên hơn. Thực ra thì U15 thì thầy không nhớ lắm là em đá vị trí như vậy đâu, và lần đầu tiên thầy mới nghe một cái thông tin là em đã từng đá và từng chơi ở vị trí em trung vệ. Em 13 từ 11 khi ở nhà là em tiền đạo, nhưng khi vào đây 13 thì lúc đấy cái lứa đấy em to nhất. Và cái đấy là thầy mắc thiêu thầy dưới em ở vị trí trung vệ. Em đã chơi 13, 14, 15 ở trung vệ, nhưng khi đến năm 16 thể hình không ấy là em phải đưa lên trên. Thực sự là mọi người không thể tưởng tượng là Trần Minh Vương đã có thời gian đá trung vệ, rất thú vị. Bây giờ nếu mà quay lại nhìn lại toàn bộ cái quãng đường đó thì có một điều gì đó khiến em nuối tiếc hay không? Có lẽ thực sự em không thấy tiếc về những cái khi mà mình có giấy tuyển báo muộn, hay là cũng không có tiếc không được vào học viện. Và thực sự em cảm thấy nhìn những cái đó nó là cái nỗ lực cho mình. Và điều quan trọng nhất là phải có mặt, khi mà tương lai lớn lên là có mặt ở trên đội 1 hay không, chứ vấn đề không phải là một đội nào cả. Và chính nhờ những cái sự thiếu hụt đó, những cái điều đó là nó làm cho em cảm thấy là mình mạnh mẽ hơn.
Thực ra em nghĩ đấy một điều tiếc cho Vương, vì em nghĩ khả năng Vương hoàn toàn có khả năng. Nhưng em nghĩ mỗi người một số phận. Hiện tại Vương cũng thành công trên con đường mình, thì em nghĩ Vương sẽ càng ngày càng phát huy cái khả năng vốn có của mình. Em thích tinh thần cầu tiến của Vương và chăm chỉ của Vương. Em và Minh Vương là đá là hợp với nhau, rất là gọi là ăn ý với nhau và thích đá với nhau. Về cái thời điểm mà lúc em còn trẻ, còn là học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, thì cũng hai thường xuyên đá với nhau. Cả hai là đều có cái lối đá tương đồng với nhau, đều nó thích cái lối chơi kỹ thuật bật đang nhỏ và di chuyển này nọ, nên là mỗi lần chỉ cần đá tới nhau là biết là bạn mình đang ở đứng ở chỗ nào và di chuyển như thế nào. Chúng ta đã vừa trải qua một cái phần đầu tiên, một từ khóa hiền lành thôi, nhưng nó cũng đã cho chúng ta hiểu hơn rất nhiều về con người của Minh Vương và những kỷ niệm, những ký ức của bạn ấy. Bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ sang phần 2, trầm tính. Tại sao một cậu bé hiếu động, nghịch ngợm, một cậu bé rất là năng động và chơi bóng đá lại liên quan đến từ trầm tính? Khi mà em đã trải qua có những cái điều đáng tiếc ở trong cái gia đình cũng như trong cuộc sống ấy, nhưng em cảm nhận được mà ai cũng nói em thay đổi rất là nhiều chỉ trong một năm đó thôi. Đến nghi cả những người ở trong nhà, những người cậu hay mợ em nói là nỗi là không hiểu vì sao em lại từ một cái người mà rất là hiếu động, hay là hiếu động mà lúc nào cũng vui đùa các thứ với những người nhà, mà khi mà trải qua lên, khi mà gặp lại những người nhà em chả nói gì. Đến khi mà mẹ với cậu em lại hỏi là bảo mẹ em cho em đi khám xem có phải nó bị bệnh gì không, hay cái sự trầm, sự quá trầm, em chả bao giờ ai hỏi gì em chỉ cười nhẹ rồi thôi, chứ em cũng rất ít khi mà là bắt chuyện lại tất cả với mọi người. Nó có phải câu chuyện liên quan đến bố em? Dạ, nó chính xác là câu chuyện liên quan đến bố em. Bố em là người đưa em vào học viện đúng không? Vâng. Và sau đó? Thì em nhớ là bố là người đưa em vào học viện, lúc đấy đưa vào Thủ Đức. Thì khi bố trở lại Thái Bình tiếp tục công việc ở nhà thì sau 3 ngày thì bố mất. Thì thực sự lúc đấy em cũng không biết tin gì cả về cái chuyện bố mất cả. Em vẫn vui vẻ, vẫn thoải mái, vẫn chơi đùa với các bạn ở trong câu lạc bộ một cách thoải mái như chưa chuyện gì xảy ra. Hồi đấy thường bọn em thứ bảy chủ nhật thì hay điện thoại về nhà, thì em cũng có điện về nhà. Nhưng mà trước khi đó thì tuần nào em điện về cũng là gặp bố, bố là người bắt máy đầu tiên. Nhưng mà khi mà liên tục em điện về thì chỉ thấy mẹ bắt máy. Nhưng em cũng, hồi đấy em nhỏ thì em cũng kỹ, rất là vô tư, em không suy nghĩ gì cả. Em chỉ điện hỏi mẹ thì hỏi mẹ bố đâu. Thì mẹ cứ dối em là bố đi ra chỗ này, bố đi ra chỗ kia. Ngay cả những thầy ở trong câu lạc bộ này biết nhưng mà cũng giấu, vì lúc đấy em sợ nhỏ và sợ em không tiếp tục theo công việc này, sợ không vượt qua được cái cú sốc ấy. Rồi đến cái thời gian gọi là quá dài, đến khi mà em nhớ không nổi nữa, em cứ điện về suốt ngày, em điện về liên tục. Nhưng mà lại không gặp, lúc thì gặp bá, lúc thì gặp cậu, rồi gặp anh, nhưng mà không gặp bố. Có khi gặp thì em cứ hỏi bố đâu. Rồi dần dần cái thời gian em không muốn hỏi bố đâu, nhưng gặp nếu mà không phải bố là em cúp máy liền. Mọi chuyện nó cứ xảy đến vậy, thì cuối cùng em điện cho ông anh của em thì hỏi là anh hay bố có chuyện gì à? Thì anh cứ bảo là ừ, nhưng mà anh cũng chỉ nói ừ thôi, ừ bố có chuyện, nhưng mà anh cũng không nói tiếp là như thế nào. Thì lúc đấy em như thế nào? Thì thực sự em vẫn đang nghi ngờ một cái điều gì đó, thực sự em rất là sợ. Và đến cái thời gian đó là em bắt đầu cảm giác lo lắng rất là nhiều. Thì đúng cái tà mà lúc đấy anh em bắt đầu vào nhập học vào Vũng Tàu học. Thì anh với cậu, anh cậu đưa anh vào nhập học xong rồi anh cũng báo tin cho em biết là bố đã mất. Nhưng mà lúc đấy thực sự em không tin. Em không tin và em không hiểu sao mà mọi thứ nó đến nhanh như thế. Mà thà ví dụ mà bố em bị một điều gì đó, bị bệnh hay gì đó thì thực sự đó mình có bước để chuẩn bị. Nhưng mà đây ra đi một cách đột ngột mà mặc dù rất là khỏe, thật là sự là rất là bất ngờ. Và em vẫn không tin. Như thế nào mẹ nói điện là bố mất rồi hay tất cả mọi thứ em vẫn không tin. Ngay cả em không thể chịu được cái thực sự là không thể chịu được cái sự thật đấy. Và đến cuối cùng thì khi mà em nó phải rơi khoảng 4-5 tháng sau, khi mà Tết em được cho câu lạc bộ về, thì lúc đấy về thì em mới chứng kiến được cái sự thật đấy. Và thực sự và rất là buồn. Nhưng mà nhiều khi đến khi mà trải qua hết 3 năm 4 năm rồi, nhiều khi em vẫn chưa tin.
em vẫn cảm thấy vẫn có cái điều gì đó ở trong đây không thể tin được, không thể chấp nhận được. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại một đoạn băng nhé, xem cái lúc đấy ở nhà mọi việc đang diễn ra như thế nào. Lúc mà bố còn mất đấy, ủi tôi điên dại lên, tôi bảo là cậu điện ngay cho thằng Vương nó về cho tôi nhỉ, chứ còn không bóng bàn gì nữa này, thế nhỉ? Thế thôi, chứ không thế này mà nào mà nó về mà không thấy bố nó rồi thì chết tại chứ không 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 nó không chịu được đâu. Thế thì khi điện vào đấy thì các thầy trong ấy bảo là thôi cái trường hợp nó quá đặc biệt như thế này thì thôi thì giờ thì chị không tỉnh táo đâu thôi nhỉ, thì nói với cậu là thôi đã thấy là ý là giữa nhà trường với lại gia đình là biết, còn nên giấu cháu thôi nhỉ, cứ giấu cháu để đến cái thời gian nào thích hợp sẽ từ từ để nói cho cháu biết, trong giờ mà nói cho nó biết để nó sốc. Thế thì cứ gọi là nói dối nó được đến mấy lần. Thế mà nó cứ điện nó bảo mẹ có biết ngày nay con mất bao nhiêu tiền điện thoại không, con chỉ mong con gặp bố thôi nhỉ. Thì lúc là bố cháu mất được cơ độ hơn chục ngày thì anh có giấy gọi đại học, học ở trong Vũng Tàu ấy, thì sao tôi quyết định tôi bảo thôi thế thì lần này cậu dẫn thằng lớn này đi vào học mà phải ghé qua chỗ của Vương để cho nó biết đi, chứ không để này mà nay đến Tết mà rồi là nó mới được về, mà nhỡ cái là ở trong ấy có bà con mà không may mà người ta không biết, người ta nói cho nó nghe thì khổ tới nó hay nhỉ. Thế xong là bắt đầu là lần đấy vào là cho cháu biết là tình hình bố mất rồi đấy. Thế thì bố mất được một tháng rưỡi là bắt đầu là Hoàng Anh Gia Lai họ khánh thành cái học viện bóng đá này này. Thế là họ bảo là mời gia đình vào, thì bây giờ thì tôi thực tình là tôi không đi. Thế nhưng các thầy nói là nhà người ta thì có phụ huynh, nhà mình mà giá như anh chị thực sự bận mà không vào được thì nó là một lẽ, nhưng mà giờ đấy hoàn cảnh nhà mình nó như thế, anh ấy không còn mà chị mà không vào với cháu thì em nghĩ là nó tội cho cháu lắm mày nhỉ. Thì thôi chị cố gắng chị đi. Thế đến lúc mẹ vào thì nó chỉ cứ hỏi là nó khóc xong lóc xong nó chỉ hỏi là mẹ ơi thế thì cái ảnh thờ của bố là thờ một cái ảnh nào mày nhỉ? Thế thì đến lúc nói như thế thì bảo là bây giờ chụp mấy anh em ấy rồi tách cái ảnh của bố ra thôi, thì bây giờ là bố cũng còn gầy gầy như nhỉ, chứ nó không thật bằng cái ảnh này này. Thế xong vào đấy bây giờ là cái thầy Long ấy là thầy về thấy bình thầy tuyển sinh là thầy chụp cái ảnh này đây này, thì thầy mới nói là chị vào trong này là em gửi cái tấm hình về làm cho chị làm kỷ niệm nhỉ, chứ em tàu chụp được cái tấm hình hai cha con đẹp lắm. Thế là bây giờ rồi vào, thế là bắt đầu là nó nhìn ảnh được hai hàng nước mắt, nó cứ khóc khổ nghĩ cũng thương. Thế xong đến cái lúc mà đến một vài năm mà mưa tạnh gió tan thì tôi hỏi cháu một câu là nếu như lúc bấy giờ mà bố con mất mà mẹ gọi con về lúc bấy giờ liệu con có đi nữa không nói nhỉ? Thì cháu vẫn nói với tôi một câu là con vẫn phải đi, đấy là cái nguyện vọng bố mong mỏi cho con, cho nên con dứt khoát là con phải đi dù bằng giá nào, con không làm, con không để cái sự kỳ vọng của bố đến khi bố mất mà cái sự kỳ vọng của bố không đạt được. Cho nên cháu lúc nói như thế thực sự tôi cứ nghĩ là tôi cũng rất thương hại. Thầy cũng rất xin lỗi là khơi lại chuyện buồn của em một chút, nhưng có lẽ là qua câu chuyện này thì em sẽ hiểu hơn cho mẹ, cho anh, những người đã phải thực sự là rất khổ tâm khi mà giấu em câu chuyện đó trong suốt một khoảng thời gian dài. Sau đó thì cuộc sống của gia đình em cũng như là mẹ em, anh em gặp rất nhiều khó khăn đúng không? Thì em đã chia sẻ với mẹ cái điều đó như thế nào? Cái thời gian mà mẹ bố không còn nữa thì thực sự nhà em vẫn phải làm. Mẹ thì không phải nuôi em, nhưng mà mẹ vẫn phải nuôi anh ăn học. Thì lúc đó mẹ vẫn phải làm gấp đôi, làm thay phần của bố để tiếp tục công việc cho anh ăn học. Thực sự nhà em hồi đấy họ vừa nuôi cá, vừa làm trứng. Làm trứng thì cứ phải duy trì cái công việc đấy để cho anh tiếp tục ăn học. Mà khi mà anh em học xong tất cả mọi thứ xong ổn rồi thì mẹ em cũng dừng công việc lại. Và thực sự là hồi đấy rất là vất vả, vì em hiểu vì cái lúc mà khi mà mỗi lần em từ câu lạc bộ này trở về nhà thì em cũng phải bắt buộc vào phải về làm trứng rồi chăn vịt xong rồi nuôi cá ấy. Thì em cảm nhận cái công việc này thực sự là rất là khổ. Khi mà em về đầy đủ nhà đã khổ rồi, nhưng mà đây giờ chỉ còn một mình mẹ em thì chắc nó phải gấp lên nhiều lần. Nhưng mà thực sự em thấy mẹ em thì cũng rất là mạnh mẽ. Và đến bây giờ thì mọi chuyện nó cũng đã dần ổn định rồi. Có lúc nào em nghĩ là em bỏ tất cả ở đây để về với mẹ không? Không, em nghĩ cái công việc thực sự đến hồi đấy nó bóng đá thì có lẽ em không thể bỏ được nữa.
bây giờ như nó đến nó là một cái đam mê rất là lớn rồi. Em hồi đấy em nghĩ em nếu mà phải tiếp tục hay không thì chắc chắn có lẽ em vẫn phải tiếp tục thôi, chứ em không giờ về thì thực sự học em thật em không phải người học giỏi, em cũng không phải có quá nhiều tài năng gì làm gì cả, nhưng mà thực sự chỉ lúc đấy chỉ có tập trung vào đá bóng thôi. Ngoài đá bóng thì em không thể làm, biết được làm, không thể làm được gì nữa. Trong cái đoạn chia sẻ vừa rồi em có tâm sự với mẹ rằng em muốn làm tất cả mọi thứ, tiếp tục theo đuổi con đường đá thành công vì đó là ước nguyện của em. Khi mà sau một thời gian dài thì nhìn lại thì nó cũng thực sự mang lại cho mình một cái động lực rất là lớn đấy. Và em muốn làm nhiều hơn thế nữa và cố gắng nhiều hơn thế nữa. Em có hay nhớ bố? Rất là nhớ những cái lúc mà khi mà ở một mình ấy, hay là những mà khi mà có rất nhiều câu chuyện mà khi mà em đi học có bạn có bố đưa đến đón ấy, đơn giản người ta chỉ kêu là câu bố ơi, bố đến đón đi học ấy, xong rồi bạn ấy kêu bố ơi, lúc đấy nó đã gây thực sự rất là nhiều cái làm cho mình gợi lại rất là nhiều điều với mình. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp một đoạn nữa nhá, để mẹ nghe mẹ kể về bố. Cái bệnh của chú là bệnh tim mình sơ vỡ động mạch vành cấp, thế cho nên là nó rất là đột ngột. Như thế là tối hôm ấy là cô với chú còn lên bà ngoại chơi, mà lên bà ngoại chơi xong đến lúc chú lại bảo là mình ơi tí là mình ra nhá, thì nó bảo thế anh cứ đi trước rồi tí em ra sau. Thế là đêm đi ngủ như thế là tự nhiên là thấy chú khẳng khắc được, thế chú khẳng khắc trong cái đây là cô với ôm vào chú, cô thấy người chú lạnh toát đấy. Cô day day, cô bảo anh làm sao này, anh làm sao ấy. Thế thì chú bảo là chết rồi, mình tớ đau ngực lắm. Thế là bắt đầu là day ngực cho tớ đi. Thế là bắt đầu cô day day thêm một tí, thì cô bảo anh có đau thế này bao giờ không, từ thổ bé ra anh có đau này không? Bảo không, chưa đau thế này bao giờ, mà sao nó đau lắm. Thế thêm một tí này là cô với ấy được cái là cô với gọi người gọi cả cộng nước nó ra. Xong bắt đầu là thế thằng bên hàng xóm ấy nó chạy lên nó gọi cái ông bác sĩ ở trạm này nhỉ, trạm ra. Thế là bắt đầu ra nó nghe nó ở cái mạch, chị ơi cái mạch tim của anh nó trầm lắm này nhỉ, thôi chị chụp tới bị tinh thần em cho em lên tuyến trên. Thế là bắt đầu điện cho xe cấp cứu về, cho xe cấp cứu về lên trên Thái Bình đấy. Lên đến nơi là nó cắm cái điện tim đồ mà là nó lắc đầu. Thế nó bảo là cái ông này là quá là khỏe sức, cái hai nữa là ông này có người đánh thức ngay cái cơn đau đầu tiên. Chứ nếu ông này mà yếu sức hay là không có người đánh thức là sẽ chết ngay cái cơn đau đầu. Thế là vừa cái được một tí là bắt đầu lại khẳng khắc, chú quặn lên cái là chú bắt cái nhỉ. Coi như là mọi người thì ngỡ ngàng này. Mới thực sự mà giờ đến lúc mà nói lại đấy, ba mẹ con mà đến lúc mà ngồi mà nói chuyện lại vẫn nói bảo sao mà mẹ con mình phải sống được cái ngày hôm nay, quả là một cái kỳ tích. Thầy thực sự là rất khâm phục mẹ em. Mà mẹ em thực sự là một người mẹ cực kỳ mạnh mẽ và bản lĩnh. Thực sự em thấy là rất là khó khăn để vượt qua cái thời gian như thế. Ở đây có một mình mẹ mà vượt qua thì em nghĩ là nó rất là mạnh mẽ. Khi mà bố mất thì người anh trai của em đóng rất vai trò rất quan trọng trong cái cuộc sống của em. Em rất là cảm ơn anh của em. Em dường như mọi thứ, mọi điều của em đang phải trải qua là anh của em đã hiểu hết mọi thứ. Ví dụ như ngay ở những cái áp lực trong cái công việc của em này, có thời gian mà quãng thời gian em thi đấu không tốt rồi chấn thương, em thì nói chuyện với anh, thực ra nói em có thể chia sẻ được nhiều hơn khi nói chuyện với mẹ, thì anh cũng là người mà động viên và nó theo sát em rất là nhiều. Bây giờ thì cuộc sống hiện tại của mẹ và anh như thế nào? Thì mẹ em đã chuyển vào trong Vũng Tàu cùng với anh trai, vì thực sự thì mẹ cũng lớn rồi, mà khi có tuổi rồi, khi mà ở với anh thì mọi thứ nó sẽ yên tâm hơn. Mẹ bao giờ đi xem một trận đấu em đá trực tiếp chưa? Mẹ cũng hồi ở V-League thì cũng ra Quảng Ninh. Mãi khi mà mọi chuyện khi mẹ được tham dự V-League cũng cách đây mấy năm, mà khi lúc đấy mà được xuất phát ở những đội hình chính ấy, thì mẹ cũng có ra xem ở Quảng Ninh. Năm vừa rồi ở Nam Định cũng có cậu ra. Khi thầy tìm hiểu câu chuyện cuộc sống của em, thực sự là rất xúc động về những gì em đã trải qua. Và bản thân thầy cũng khâm phục sự dũng cảm của em. Một trong những cái mốc son trong sự nghiệp của em đó là bàn thắng ở lưới Hàn Quốc. Bây giờ thầy muốn chúng ta sẽ đến với tình huống đó. Bình Phương vào!
Tỷ số trận đấu được rút ngắn xuống 1-3. Pha ghi bàn quá đẹp của Minh Vương. Bàn thắng quá đáng nhớ của Minh Vương. Lần đầu được tung vào sân và anh đã tỏa sáng đúng lúc. Cô có nhớ là đó là thời điểm phút thứ bao nhiêu của trận đấu? Hình như là phút thứ 70 của trận đấu. Dạ, lúc đấy dạ. Là em vào sân được bao nhiêu phút? Dạ, em bắt đầu vào sân từ đầu hiệp 2. Đấy cái thế trận của đội Olympic mình thì đang bị dẫn bàn. Ừ. À, tâm lý em rất là thoải mái và muốn thể hiện để góp một phần gì đó cho Olympic. Nhưng mà thầy phải thú thật nhá, là ở nhà không chỉ thầy tất cả mọi người ngạc nhiên khi em là người đá quả phạt đó. Dạ. Mọi người đều nghĩ là sẽ là phải là Quyết, sẽ là phải là Hải. Không biết mọi thứ diễn ra ở trong sân như nào. Thì thực ra sau khi mà anh Quyết anh bị phạm lỗi ấy, thì em đã có cảm giác là đây rồi. Vì cái thời gian trước khi mà ở V-League thì mình cũng thực hiện rất là nhiều những quả như thế này rồi. Đúng rồi. Thì lúc đấy anh Quyết anh là người anh gần bóng nhất, anh cầm bóng, anh đặt vào cái vị trí đá phạt đấy thì em ra em xin quyền từ anh Quyết. Anh Quyết để em đá quả này chưa? Anh Quyết bảo ừ thế đá đi. Thì Hải đang từ ở trong kia vào, Hải bảo Hải hỏi anh Quyết bảo ai sẽ thực hiện quả này đây. Anh Quyết bảo Hải để thằng Vương thực hiện quả này. Thì lúc đấy em đã cầm bóng và thực sự là rất là tự tin. Em cảm nhận là hình như là cái tự tin lắm vào cái quả đá phạt này. Thực ra cái hàng rào của Hàn Quốc rất cao. Nó khác hẳn cái hàng rào với lịch thì em cảm nhận như thế nào? Mình có cái điểm trước là khi mình cao thì mình lại nhìn những cái hàng rào và mình căn cái đầu của cầu thủ ấy. À, thế thì chia sẻ một chút về bí quyết sút phạt đi. Em là thực hiện bao nhiêu quả đá phạt thành công rồi? Em hình như có 3 quả ở V-League ở trong năm nay. Sút phạt là 3 bàn thắng đều ở bên cánh bên kia. Vâng, chỉ bàn một bàn đá ở Asia là đúng này. Một buổi tối em tập khoảng bao nhiêu quả? Cũng tùy những cái hôm mà mình mà tập nặng rồi thì mình ra mình chỉ khoảng tầm 30-40 quả. Những cái hôm nào mà không tập mệt ít rồi, ấy. Mệt rồi là 30-40 quả. À, vâng. Còn nếu mà tập nhẹ? Nhẹ thì mình rút khoảng cứ 2 giỏ bóng khoảng 5 lần, gần 100 quả. Gần 100 quả. Vâng. Cứ sút trong đủ chỗ góc mà mình cứ ném cái quả bóng nó ra cái chỗ nào là đá bóng dừng chỗ này rồi đá chỗ đấy. Và cố gắng là đặt mục tiêu là đá vào chỗ nào thì cố gắng phải hướng vào. Có bao giờ cái treo những cái mục tiêu giống như ở Beckham hay treo lốp hay là những cái khăn để mình không lấy cái điểm mình đá không? Thì thường em đá thì cái thứ nhất là cái điểm của quả bóng ấy. Thì ví dụ khi mà mình đặt tiếp xúc, mình nên tiếp xúc ở chỗ nào thì bóng nó sẽ đủ độ để nó qua hàng rào. Em hay đá hay tiếp xúc vào phần nào của quả bóng? Thì em ví dụ bóng đặt ngang như thế này thì em sẽ phần hơi phần dưới này của quả bóng. À, chính là đá với chỗ này đúng không? Vâng, hơi phần dưới với lại là mình nhìn về cái hàng rào họ đứng ạ. Thực ra hàng rào nó cũng là một cái điểm đúng để rồi. mình đá vào cái cầu môn. Thực ra không cần quá quan tâm vào cầu môn đâu. Đúng rồi. Mình quan tâm vào hàng rào. Chính xác. Em hay đá vào cái điểm nào của cái hàng rào? Ví dụ như 5 người như này thì em hay đá vào điểm giữa của người 2 và 3. Rồi mình đôi khi mình cũng hơi chắc chắn hơn thì mình hơi tính cái độ nhảy người ta nữa. Hàng rào vì khi cự ly bóng này thì thường hàng rào họ sẽ nhảy lên. Tức là cái điểm của em nó đá sẽ nằm ở cái giữa người thứ 2 và thứ 3 của hàng rào đúng không? Dạ vâng. Ví dụ thầy là hàng rào thì sẽ đá vào cái điểm chỗ này đúng không? Vâng, phải tính cả độ của thầy phải nhảy lên nữa. Đúng rồi, tức là phải cao hơn đúng không? Dạ. Khó nhỉ. Ok. Như là chúng ta đến với quả đá phạt vào lưới Hàn Quốc rồi và có lẽ là chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, cái phần mà em cũng đã chia sẻ cái từ khóa thiếu sót đúng không nào? Đây đi. Thầy đang thắc mắc không biết là tại sao em lại chọn cái từ khóa là thiếu sót. Thầy không hiểu là thiếu sót ở đây là thiếu sót về tính cách con người hay là những cái sự thiếu sót về sự nghiệp. Em nghĩ cả trong cuộc sống lẫn trong công việc của em còn rất nhiều thiếu sót. Em thường nhìn thấy mặt thiếu sót của mình hơn là nhìn thấy những cái điểm mà mình làm được ấy. Cụ thể tính cách thiếu sót những cái gì? Thiếu sót như em thấy em là người hơi trầm tính quá, đâm ra hơi khép mình vào những cái mối quan hệ. Với lại là đôi khi những cái em thiếu tinh tế trong cái phần cuộc sống. Còn gì nữa? Còn về vấn đề công việc thì thực ra mình nhìn rất là nhiều những cái điểm như mình cần còn hạn chế trong cái chuyên môn của mình bóng đá. Cụ thể giống như em là người chơi bóng thì thể lực em không tốt, tốc độ em không phải là quá nhanh, đôi khi còn có sự chậm chạp trong đấy. Vậy thì mình có dự định hay là có cái hướng sẽ cải thiện điều đó trong thời gian sắp tới như nào không? Dạ vâng, thì em vẫn luôn tìm những cái video ở trên mạng họ cho dạy cho mình cái cách mà mình nhanh nhẹn hơn, rồi
tập về cải thiện về tốc độ cũng như thể lực của mình. Em hay tìm tòi để tự cải thiện. Mọi người hay nhận xét với em là một cái cụm từ khác, hào hoa nhưng lận đận. Hào hoa nhá, hào hoa không phải đào hoa nhá. Thầy thấy là em chơi bóng rất là mềm mại, kiểm soát bóng tốt, cái kỹ thuật động của em rất là tốt. Cái này thì là do bản năng khi mình sinh ra mình đã như thế hay là đó là một cái quá trình em rèn luyện rất là dài ở học viện? Đấy là một quá trình rèn luyện dài. Có 3 câu khẩu hiệu mà hồi ở trên đội 1 em vẫn nhớ. Cái thứ nhất là truyền xong thì phải di chuyển. Truyền xong phải di chuyển. Cái hai là không bao giờ để bóng tại chỗ. Không bao giờ để bóng tại những chỗ. Cái gọi là những cái chặng đầu tiên ấy mình xử lý thì mình luôn phải động. Động bóng thì đối phương sẽ khó bắt được bài mình hơn. Tôi biết được 3 bí quyết đào tạo của Học viện Hoàng Anh Gia Lai rồi đúng không ạ? Truyền xong phải di chuyển, không bao giờ được đứng yên một chỗ và cái chạm đầu tiên luôn là phải khống chế bóng động đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ nói về sự lận đận một chút. Nhiều người rất tiếc cho cái sự nghiệp của em. Có vẻ như là nó cái điều gì đó nó cứ chuẩn bị thăng hoa, chuẩn bị đi lên thì nó lại gặp một cái trắc trở. Thầy nhớ rằng có một lần thầy gặp em ở mà em nhớ cái đợt mà em bị chấn thương hẹp động mạch vân khoeo à? Đúng không? Cái đấy là một căn bệnh mà thầy lần đầu tiên khi mà thầy hỏi em, đúng không? Thầy em thấy em tập ngoài đấy chạy cọc kiễng thầy hỏi thì em nói mà thầy bàng hoàng, thầy không biết cái bệnh là bệnh như nào. Dạ thì cái căn bệnh đấy đầu tiên thì em nghĩ nó đơn giản, nó chỉ khi mà em đi bộ em chạy trong sân ấy thì cái bàn chân phải của em này dường như máu nó không thể xuống được. Nó trắng bệch ra, rồi nó có hiện tượng tê cứng chân luôn mà em không thể tiếp tục chạy được nữa. Nó xuất hiện từ bao giờ? Năm 19 tuổi ấy. Nó xuất hiện rất là nhẹ nhàng mà dường như không, mình cũng không hề biết nó là cái gì, đến nỗi mà đến khi mà thực sự em chỉ đi chữa khi mà thực sự em không thể chơi được, không thể tiếp tục chơi được nữa. Thì đi tất cả các bác sĩ ở trong Nam cũng như ngoài Bắc thì nhiều bác sĩ nói là thực sự là cái này rất là khó khăn. Và nếu mà cũng động viên em là nếu mà vượt qua được cái này thì chắc chắn mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn. Bác sĩ ở trên đội tuyển cũng là người bảo là lần đầu tiên thấy được những cái trường hợp như thế này. Và bác sĩ ở bên Singapore khi mà xem phim, cái chụp phim của em ấy, thì ông thì bảo là cả một sự nghiệp làm của ông ấy, thì ông cũng chỉ nhận được 3 cái trường hợp như thế này. Một người là họ quá béo nên cái nó bị chèn ép vào động mạch. Còn một người thì họ cao có tuổi rồi, già rồi, bị chèn ép. Còn cái vấn đề về thể thao mà vận động viên như này thì ông chưa gặp bao giờ. Thực sự rất là lạ. Sau đó thì em phải chụp MRI mạch máu rồi động mạch các thứ rất là nhiều. Thì người ta phải mổ ra thì người ta mới biết là bên trong thực sự nó có cái gì. Thì phải khi, vâng, khi mà mổ ra thì thực ra nó có một cái lớp cơ nhỏ, nó sợi cơ nhỏ. Nó khi nó đi lệch, nó khi không, nó tự nhiên chỗ đấy nó lại phát triển ra, nó đem ra khi mà em hoạt động này cái cơ nó căng ra thì cái sợi đấy nó căng ra thì nó lại vô tình nó lại chèn vào cái động mạch của mình, là máu nó không xuống được ở dưới chân này. Mổ và tách cái sợi cơ đó ra. Tách cái sợi cơ ra nhưng mà thực ra nó khi mà tách ra thì nó cũng chỉ được khoảng 5-80%. Đầu tiên là em chỉ đi tập được 10 phút thôi, là không thể tập được nữa. Nhưng mà dần dần em có tập, khi mổ xong thì em có thể nó thấy ổn hơn, nhưng mà cũng chỉ được 60-70 phút thôi. Là tức là nó lại vào vị trí ban đầu, em vẫn cứ tập với dần dần thì em thấy là nó ổn dần, nhưng đến bây giờ thì nó cũng chỉ được 90-95%. Nó không chưa được không hẳn được như bình thường. Tức là thỉnh thoảng vẫn cảm thấy tê chân. Khi một thời gian dài em không tập, nghỉ phép về quay lại tập thì chân em nó cũng vẫn còn hiện tượng tê tê. Hiện tại bây giờ luôn thì chân thì lúc nào cũng một chân nóng một chân lạnh. Chân nào là chân nóng, chân nào là chân lạnh? Chân khi mà chân trái của em đủ máu xuống thì nó sẽ ấm, rất là ấm. Còn chân phải thì không đủ máu, nó rất là lạnh. Từ lúc mình phát hiện bị chấn thương này xong đến lúc mà mình bắt đầu chơi bóng lại là khoảng thời gian bao nhiêu lâu? Thì khoảng năm trời. Vâng, 6 tháng. Có lẽ cái chấn thương đó nó không để lại nhiều nuối tiếc cũng như không ảnh hưởng đến tâm lý của em nhiều như cái chấn thương bắp chân hồi đầu năm đúng không? Dạ vâng, bắp đùi sau hồi đầu năm. Bắp đùi sau rồi. Dạ. Buổi sáng hôm đấy là buổi thi đấu trước khi qua Thái đá cái giải M150. Dạ vâng, thì em cũng không biết vì sao em lại tự khuỵu xuống cái pha bóng sau khi mà em bức tốc lên này, em lại khuỵu xuống. Em lại còn không hiểu cái chuyện gì nó đang xảy ra này vì chưa bao giờ em bị chấn thương cơ đùi như này. Em còn khuỵu xuống mà em đau quá. Đau quá thì mấy bạn ở gần này bảo thôi xong rồi, cơ đùi xong rồi, giật cơ đùi xong rồi. Thì đúng là nó nổ làm cái, nó nổ cơ đùi, nó, em có cảm giác là nó kêu lên là cái bụp đấy. Là nó nổ ra là em khuỵu xuống luôn. Sau đó thì bác sĩ trên đội tuyển cho em đi kiểm tra. Kết quả? Rách cơ đùi sau. Rách mà
có, em nghe nói là bị cũng rách nặng. Cảm giác là thực sự rất thất vọng. Sau lần đấy thì thực sự về mình lại chứng kiến đồng đội mình thành công và được người hâm mộ chào đón, thực sự là lịch sử. Dạ. Có vẻ như đó chính là cái động lực để cho em phấn đấu một cách mạnh mẽ và quay trở lại có mắt ở đội tuyển thời kỳ dự tuyển ASEAN. Dạ vâng, đó là cái sau lần đấy thì thực sự rất là tiếc nuối và nó làm cho mình cái động lực. Em cũng không hiểu sao lúc đấy động lực ở đâu mình lại nhiều đến thế. Cứ ngày các bạn tập 2 thì em phải tập 4, tập 4 buổi. Ngày các bạn tập 1 thì em tập 3 vì em tập sáng thêm sáng sớm và thêm tối muộn nữa. Em cũng tập thêm. Thì lúc đấy em cũng không biết làm sao, động lực ở đâu ấy, mình lại tự sao lại quyết tâm như thế. Lúc mà nghe Thành Trung bị chấn thương ấy và không thể tiếp tục của đội tuyển thì có bao giờ em nghĩ là em sẽ được gọi lại hay không? Không, thực ra thì em kể cho thầy cái quãng thời gian mà sau khi mà bị loại về, dường như em không muốn cố gắng nữa. Em bị giống như căng thẳng rất là nhiều, nhưng mà em nghĩ là sau, tại sao sau một thời gian dài mà mình nỗ lực như thế mà bây giờ mình lại bị loại như thế này. Thực sự rất là buồn và em muốn bỏ hết bóng đá sang một bên. Nên cái thời gian đó thực sự những cái gì mà liên quan đến đội tuyển hay gì thực sự em không có đọc báo hay là không có gì. Nhưng mà thực sự là sự kiện bóng đá của em lận đận thật. Thực ra bị loại thì em bị loại lần thứ 3 rồi. Năm nay bị loại 3 lần. Dạ. Nhưng mà cảm giác thì khi mà đội tuyển lên thì thực sự bóng đá là mình phải cạnh tranh. Cạnh tranh nó là sòng phẳng, thì thực sự em cảm thấy là em cũng có rất nhiều thiếu sót. Và cái vị trí ở trên đó trên đội tuyển thực sự rất là đông. Thì tiền vệ giữa rất nhiều ngôi sao mà thực sự em cảm thấy mình cũng chưa thực sự quá xứng đáng để trụ lại. Và đấy em cần học hỏi và trau dồi hơn nữa. Có lẽ là ai cũng sẽ phải đặt ra cho mình những cái mục tiêu, những cái ước mơ để mình tiếp tục. Có thể là mục tiêu ngắn hạn, sau đó là những mục tiêu dài hạn hơn, hoặc là những cái ước mơ, những khát khao của mình trong thời gian sắp tới. Thì trong thời gian sắp tới thì trước mắt em sẽ nỗ lực tập luyện và để chuẩn bị tốt V-League 2019. Mà còn về dài hạn thì thực sự cầu thủ ai cũng rất muốn là được cống hiến cho đội tuyển. Và em cũng sẽ nỗ lực để có cơ hội được cống hiến cho đội tuyển. Trước khi chia tay thì thầy cũng muốn là sẽ trong khoảng thời gian những gì đã trải qua, những gì đã vượt qua ấy, thì thầy tặng em một cái cụm từ, đó là cái nỗ lực vượt khó. Ở Minh Vương sẽ vẫn là một Minh Vương hào hoa trong lòng người hâm mộ, nhưng sẽ là một Minh Vương thành công chứ không phải là hào hoa và lận đận như trước đây nữa. Một lời cảm ơn Minh Vương về cái toàn bộ những cái sự chia sẻ cũng như tâm sự vừa qua. Hy vọng rằng ở Phương Nam Sông ngày hôm nay với nhân vật chính là Trần Minh Vương đã mang lại cho quý vị những phút giây để chúng ta có thể hiểu thêm về những cầu thủ trẻ. Còn bây giờ đã lúc phải nói lời chào tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại.